Hello, hello, chào anh em, tôi là Sói đây. Chào mừng anh em đến với chương trình Vlog Sói Tuyết và những người bạn. mình cũng đu theo cái phong trào bà Tân Vlog hay là ông Cường Vlog thôi. Mình cũng giới thiệu lên cho nó watch. Rồi, ok, hôm nay thì mình không trên tay cũng chả mà hồ với cây súng nào cả. Mà hôm nay rảnh qua đây ngồi chia sẻ với anh em về những cái vấn đề về cái kênh của mình, kênh YouTube của mình, cái website của mình, Facebook của mình và cách liên hệ với mình. Đấy. Thì cũng có rất nhiều anh em hỏi về vấn đề này, anh em thường inbox chỉ ít comment. Mình không hiểu sao á. Một số người thì bảo là sợ bạn bè biết tới, rồi một số người thì bảo là thế này thế kia. Mình cũng làm chung cái clip để chia sẻ chung với anh em cho nó dễ. Mong là anh em sẽ xem clip này. Thì các cái clip của mình thì thường là mình làm dạng tự phát, không chuẩn bị gì trước. Thế nên là nội dung nó cũng khá là lan man, nói thì cũng rất là lan man. Nhưng mà thôi anh em hãy cố gắng ghi nhận cái hành động của mình. Đó là đã gọi là những người đầu tiên ở Việt Nam làm một kênh về YouTube chính thống để chia sẻ những cái vấn đề liên quan Airsoft, bộ môn Airsoft cho tất cả mọi người. Đấy. Thì mình cũng không mong là anh em sẽ share clip này nó rộng rãi quá vì thực sự là mình cũng không 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 muốn nổi tiếng lắm đâu. Mình chỉ muốn anh em yêu Airsoft, tìm hiểu Airsoft và anh em trong trong giới cùng chơi biết tới và giới thiệu nhau. Đó là cái mục đích chính của mình làm. Vì hiện tại thì Airsoft ở Việt Nam vẫn là một bộ môn khá là nhạy cảm, chơi trong âm thầm, niềm vui trong câm lặng, nó cũng giống kiểu thủ dâm ấy, không thể công khai nhưng mà tự mình cảm thấy sung sướng. Nếu mà các bạn tham gia các team cái hội thì thủ dâm tập thể với nhau. Vậy nên là đầu tiên rất cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Đó là một cái động lực để khiến cho mình cảm thấy vui. Những cái clip mình up lên có người xem, có người sub, có người like. Có lẽ là anh em không không phải là người làm, không phải là người làm YouTube nên cái cảm xúc của anh em sẽ không có, nhưng mà những người như tôi làm cảm thấy rất là vui. Nó không không phải là nhiều người lắm, 300 người, hơn 300 người subscribe. Nhưng bù lại thì mình up lên lên kênh của mình lên tới hơn 80 video clip về review review súng và cũng có một vài cái clip nói về chuyện xàm xàm như này. Thì thực sự ra mình sẽ cố gắng, mình sẽ dành thời gian để mình làm tiếp những clip chia sẻ về kinh nghiệm chơi, bảo dưỡng, bảo trì. Đấy, cho anh em dễ hình dung. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ qua về việc mục đích chính của mình làm cái website soiesoft.com. Trước thì nó là soituyết.com. Soituyết.com thì bị mình chả hiểu sao nó ở bên bên Mỹ có người nó lại lấy một cái tên miền của mình. Thế là mình lại phải làm cái tên miền mua tên miền mới là soiesoft.com. Thế anh em video clip này thường mình để cái tên tên miền website mình ở đó. Thế anh em cứ vào đấy mà xem. Ở đấy thì mình cũng đã up rất nhiều sản phẩm của mình lên. Rất nhiều chứ không phải là ít đâu. Tại vì theo thống kê của mình up lên mấy trăm sản phẩm cơ. Đấy. Những cái giá nó sẽ dao động trong khoảng thời gian nào đó sẽ dao động nhưng mà nó không nhiều đâu anh em, không 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 chênh quá nhiều, lên xuống quá nhiều đâu. Đấy, thì cái giá trên website anh em cứ căn cứ đó để hình dung được cái món đồ mình mua nó trị giá như nào. Thì ví dụ như là cái giá mình thì mình không có thời gian, không không có thời gian mình ngồi mình up theo ngày được, nhưng mà mình sẽ khi mà các bạn tìm hiểu một cái súng nó thì ebook mình thì mình sẽ check cái thời gian cái giá hiện tại nó là bao nhiêu, mình sẽ báo lại các bạn. Và đặc biệt là những anh em mà đã mua hàng lần thứ hai, lần thứ ba
order là hàng lần thứ hai thứ ba thì sẽ có những cái giá ưu đãi hơn cho anh em. Rồi còn về cái kênh YouTube ấy, kênh YouTube thì mình hướng tới việc là review sản phẩm cho anh em để cho anh em có một cái nhìn trực quan nhất về cái sản phẩm mình muốn mua hoặc là cái sản phẩm mình đang tìm hiểu. Vì thực sự ra những cái món đồ chơi của Airsoft ở Việt Nam giá rất là cao, có thể là lên tới thậm chí đắt nhất là có thể lên tới một con SH cơ. Thế nên là việc anh em mà mua ấy, mua thì phải cân nhắc rất là nhiều, cân nhắc rất nhiều, chọn mẫu rồi suy nghĩ. Anh em phải có những cái nguồn tư liệu để tham khảo. Nhưng mà những cái đó thì ở Việt Nam rất 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 là ít, mình nói thật luôn, rất ít và thậm chí là không có. Nên chính vì vậy mà mình làm kênh YouTube này để chia sẻ với anh em về về những sản phẩm mình review cho anh em có cái nhìn trực quan về sản phẩm, nghe những gì mình đánh giá về sản phẩm, rồi là soi kỹ cái kích thước, trọng lượng, độ FPS các kiểu để cuối cùng anh em chọn 10 nhưng mà mua được một cây ưng ý, nó sẽ là rất là hạnh phúc cho anh em. Khi anh em đã sở hữu một một cái súng súng ưng ý rồi thì mình nghĩ là anh em sẽ lại tiếp tục bán thận để làm tiếp những cây tiếp theo đấy. Ngoài ra thì không những chỉ là review súng mà mình cũng muốn hướng dẫn anh em cách bảo dưỡng, sửa chữa, rồi là cách cách bảo quản, rồi thậm chí là mình sẽ hướng dẫn anh em là sửa chữa những đâu khi mà bị hỏng hóc. Tại vì cái mạng lưới kết nối cộng đồng của mình thì phủ sóng gần như là toàn quốc, ở địa phương nào cũng có những anh em sẵn sàng giúp đỡ bạn khi mà đồ chơi của bạn bị có vấn đề. Vấn đề nữa là mình một vài cái chia sẻ mà đôi lúc sẽ động chạm tới những người bán hàng online khác. Đó là những cái vấn đề mà mình nói thẳng nó thật và cái eShop. Ví dụ như là rất 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 nhiều bạn nhắn tin hỏi mình về những vấn đề như là súng này có bắn được chết chuột hay không, có bắn được bi sắt hay không. Gần như các bạn mới chơi lúc nào cũng suy nghĩ là có bắn được bi sắt hay không, rồi là cái này dùng mua để dùng tự vệ rồi phòng thân chống trộm. Ôi rồi ôi, có thể là một vài người khác đã làm video chia sẻ khá là thần thánh về cái món đồ chơi này, còn mình thì mình lại 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 muốn dìm nó xuống để cho các bạn biết rằng đây không phải là một cái thứ mà các bạn có thể phòng thân được. Đấy. Và bi sắt thì bắn được, nói thật là cứ 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 6 ly thì cái viên bi nó 6 ly mà các bạn cứ nhét vào 6 ly nào các bạn bắn được, còn nó hỏng hay không thì là việc của các bạn, tại vì tôi không khuyến khích các bạn sử dụng bi sắt. Mà thực sự bi sắt nó chả có tác dụng gì tăng uy lực cho cây súng của bạn đâu. Còn về phòng thân thì không, thì nói thẳng luôn là không phòng thân được. Việc mà điểm yếu nhất khi mà airsoft bắn vào nó là một vị trí là mắt, mặt. Nó không có tác dụng để các bạn phòng thân tự vệ. Cực kỳ là không, không lên và không nên dùng. Nó không có tác dụng đâu các bạn. Đấy, nhớ cho mình vấn đề đấy. Airsoft được sinh ra là một môn thể thao hành động mô phỏng lại những người yêu yêu vũ trang, yêu vũ khí, muốn nhập vai thành những cái nhân vật mà họ yêu thích. Ví dụ như có người thích nhập vai vào nhân vật game, có người thích nhập vai vào các lực lượng vũ trang của thế giới, đấy, thậm chí là ở Việt Nam. Nó là một môn thể thao, mà môn thể thao thì khẳng định là với các bạn là nó sẽ không gây hại, không gây hại cho người chơi nếu như người chơi tuân thủ những cái biện pháp bảo hộ. Mình nghĩ là những cái môn thể thao khủng khiếp nhất về 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 độ nguy hiểm, ví dụ đua xe hay đua xe công thức 1 ấy, hay đua xe mô tô ấy,
thì nó cũng rất là nguy hiểm, như sánh 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 tay một cái, đánh tay lái một cái là bạn đã có thể là đang được nói chuyện với Diêm Vương rồi. Hoặc những cái bộ môn ngay cả như kiểu bóng đá vậy thôi, nếu mà sút vào bộ hạ vào chim thì nó cũng cực kỳ đau đớn, vào mặt vào chim cực kỳ đau đớn. Còn riêng airsoft thì thực sự ra là đá trúng vào người và những cái bộ phận mà áo mỏng, không mặc áo hoặc không phải là trúng giáp thì nó cũng rất là đau, nhưng mà nó không đau đớn đến mức mà gây thương tích nặng cho các bạn. Và đặc biệt là vùng mắt thì mình khuyên, mắt thì tuyệt đối là phải đeo kính, mà phải là kính chống được BB. Ở mặt thì mình vẫn khuyên các bạn là phải đeo mặt nạ. Mình muốn chia sẻ một cái nhìn rõ ràng hơn về cái bộ môn này cho anh em. Dù sao thì cũng muốn cho anh em một cái kênh để các anh em tham khảo về kiến thức airsoft, kiến thức airsoft và tìm những mẫu súng mà mình muốn mua. Rồi, ok. Đối tượng khách hàng mà mình muốn nhắm tới thì là những các bạn mà đã tìm hiểu qua về airsoft rồi, phải hiểu được cái cụm từ airsoft, hoặc cả lên Wikipedia tìm hiểu xem cái chữ airsoft nghĩa là gì. Đấy. Chứ không phải là các bạn cứ xem clip thấy mình review súng đạn các bạn lại hỏi luôn mình: ui này, bạn ơi, tôi mua súng, bạn ơi, súng này có bắn được cái nọ cái kia không? Đấy, thế này là cố gắng các bạn trước khi inbox với mình thì hãy phải biết được là airsoft là cái gì đã. Đấy. Và thực sự là mình cũng lớn tuổi rồi. Thế nên là mình cũng rất rất mong là anh em khi nói chuyện với mình thì nói chuyện nó câu cú, nó đàng hoàng. Có nghĩa là mình chào hỏi nhau một cách lịch sự, vì bạn lịch sự với mình thì mình lại lịch sự với bạn thôi. Chứ không, mình không muốn các cái cuộc nói chuyện của chúng ta nó tạo ra cái áp lực nói chuyện là mình không thích. Mục đích chính của mình là kiếm tiền. Nhưng mà thực sự ra tiền nó cũng không phải là tất cả. Đôi lúc là mình kiếm tiền trong niềm vui, niềm đam mê, niềm hạnh phúc thì mình sẽ rất vui hơn. Thế nên những đối tượng mà gọi là trẻ trâu ấy, cộng đồng mạng gọi là trẻ trâu ấy, thì là mình thực sự là mình không khuyến khích các bạn inbox với mình. Vì thực sự ra cái món đồ chơi này mà giao vào tay các bạn thì các bạn cũng làm những điều bậy, mình cũng không 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 muốn vậy. Mà các bạn đã làm bậy thì sẽ ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng đến cộng đồng những người chơi airsoft chân chính ở Việt Nam, chân chính ở Việt Nam. Thực ra thì cứ qua cách nói chuyện là mình biết ngay, đoán được tính cách của từng người ấy mà. Đấy, cái mà mình nhận thấy như là vậy. Mình thì mình chưa chửi khách hàng bao giờ, mình cũng cái cách nói chuyện của mình ấy, những ai mà đã nói chuyện với mình rồi, hoặc là những bạn chưa nói chuyện thì cứ mạnh dạn inbox ấy, mình không mắng bao giờ đâu. Mình cách nói chuyện với mình là mình rất tôn trọng người nói chuyện. Thế nên là những người mong rằng người người đối diện cũng sẽ lại tôn trọng đối với mình. Thì để cho hai ta cùng giao tiếp một cách hiệu quả nhất, cùng nhau chia sẻ những thứ mà yêu thương nhất đến nhau. Rồi, tiếp theo một cái cuối cùng muốn muốn chia sẻ nữa, đó là một số bạn bảo là cái kênh YouTube của mình ít người view, ít người xem quá, em thấy nó không uy tín bằng cái kênh nọ kênh kia. Rồi là em thấy một vài cái nó xàm xàm thế này mà sao vẫn rất nhiều người xem. Thì lại quay lại cái vấn đề mình vừa chia sẻ, đó là đối tượng mình hướng tới nó cũng không phải là cái đối tượng số đông, mà mình hướng tới những anh em mà đã biết, đã chơi, đã hiểu một chút. Đấy, như vậy thì mình sẽ dễ nói chuyện hơn, và mình cũng 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 dành cái thời gian để mình tiếp xúc với tiếp chuyện anh em một cách nó hiệu quả hơn. Còn bây giờ mà để tăng view, tăng sub, thậm chí là comment dạo ấy, nó có rất rất nhiều các cái dịch vụ trên mạng họ làm vấn đề. Bạn cứ lên mạng và search đi, tăng view, dịch vụ tăng view YouTube hay là tăng sub,
những cái ảo ảo ấy, những cái ảo ảo ấy thì nó không 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 có đối tượng thực tế, không có đối tượng người thực tế, mà nó chỉ tạo ra một cái không khí ảo. Mình đâu thì đâu cần gì nhiều người xem đâu, chỉ cần 10 người xem, một người hai người order đồ của mình, thế là mình đã rất là vui rồi, mình đâu cần gì nhiều đâu đấy. Hoặc là 10 người xem order hàng của mình cũng thấy là vui rồi. Còn mọi thứ ảo 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 kia thì nó cũng đâu có mang lại gì, cái lợi nhuận gì cho mình đâu. Nhưng mà chỉ nhìn cái uy tín mà dựa vào số số like, số sub thì thực sự ra đấy là một cái vấn đề mà các bạn cũng nên phải cân nhắc. Như mình đầu tư rất nhiều thời gian để mình làm cái website của mình nó rất là tử tế, mình up cái lượng sản phẩm lên là rất là nhiều đấy. Thế nên là nếu mình làm ăn bố lão thì việc đầu tiên mình mất đó là một cái uy tín của mình. Mất uy tín thì các bạn cộng đồng sẽ không còn coi trọng mình nữa, và chỉ cần một người bị mình lừa, mình xạo chó với một người thì một người sẽ nói một người nữa sẽ nói cho rất nhiều người nữa. Như vậy thì những người sau sẽ chả bao giờ làm việc với mình nữa. Công việc của mình dựa dựa trên uy tín của mình tạo dựng. Thế nên mình không thể đánh đổi rồi tất cả những gì mình đã đạt được để mà đánh mất đi chỉ vì 1-2 triệu tiền cọc của các bạn. Đó là một cái sai lầm cực kỳ lớn. Một cái website của mình nếu như mà bỏ tiền ra làm thì mình nghĩ số tiền để làm nó cũng rơi vào tầm 10 đến 20 triệu. Đây là mình tự làm được nên là mình không tính công. Ngoài ra cái thời gian để tìm sản phẩm, để chụp ảnh mình up lên ấy, nó không không thể đong đếm được. Mình cứ làm từ từ mình up lên nó hàng tháng trời. Đấy, mà bạn nghĩ xem ai 1 tháng trời thì cái số tiền mà người ta trả công, ví dụ như mình đi làm ấy, người ta trả công cho mình là bao nhiêu để mình làm cái việc đó. Ngoài ra kênh YouTube của mình đã up lên tới hơn 80 video về súng. Thì các bạn biết là cái số lượng súng của mình trên tay mình review nó nhiều khủng khiếp một độ nào. Mà hiện tại thì mình chưa dừng lại. Còn rất nhiều những clip mình đã quay rồi mình chưa dựng đưa lên để phục vụ anh em. Vậy thôi. Còn các bạn uy tín hay không thì các bạn cứ vào Facebook của mình nhé. Thì xem anh em bạn bè, hoặc là kết bạn luôn với mấy những người anh em bạn bè của mình ấy, thì họ xem họ đánh giá gì về mình. Đa phần là những cái anh em đấy đã từng tiếp xúc mà online với mình rồi. Còn anh em mà gặp offline thì ít lắm. Mình cũng bận nên không có thời gian nhiều. Vậy thôi, clip khá dài rồi. Mình không biết là sẽ có những ai xem hết được clip hay không. Nhưng mà chỉ cần anh em gọi lán lại xem khoảng 1/3, 1/4, hoặc là xem đoạn cuối của clip nghe mình nói nhảm thì mình đã cảm thấy rất là vui rồi, rất là vui rồi. Vậy thôi, mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em trong hẹn anh em ở các cái clip về review súng về sau. Chào anh em.